Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Linh Nguyễn mời cô chú anh chị và các bạn theo chân Linh Nguyễn đi về miền Tây ăn Tết Quý Mão năm 2023 nha. Ngày 30 rước ông bà thì nhà nội mình cũng cúng xong rồi. Bây giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng bữa với lại gia đình Linh Nguyễn nha. Vậy mới sung mà sao? Lấy cái điện thoại đẹp nha. Ủa tờ tăng rồi. Đưa chị gắt đi. Qua luôn nha, ăn cãi ơn. Nghe ngồi không lấy giấy. Không, không, không. Rồi dưới đây nặng dưới hả? Dạ, tự nhiên lắm. Không, không ngồi. Ở ngoài đây cũng nhập tiệc luôn. Cha mình với mấy chú luôn. Sau khi nhập tiệc xong thì bây giờ làm thủ tục lì xì cho các em nhỏ. Con gái mình lì xì cho mấy em nhỏ cho nó vui nè. Lì xì cho bà cố nữa. Chúc lộc cho vui. Sau một hồi ăn cơm cũng xong thì làm thủ tục lì xì cũng xong. Bây giờ bắt đầu là đi ra chụp cho bà cố vài tấm ảnh làm kỷ niệm nè. Đứng cây dừa đồ. Vẫn nắm tay đồ, vẫn đi đồ á hả? Vui chứ bộ à. Đây là mẹ chồng nàng dâu đang đứng làm dài bôi. Đẹp lắm chứ. Bên đây thì mấy em nhỏ đang chơi. Rồi, về tắm nữa. 1, 2, 3. Ok, đẹp quá. Ôi ôi, sao đâu nay nguyên vàng vui vậy? Ôi ôi, rồi tán loạn rồi. Chụp hình xong lại vô nhà. Ngồi chơi tiếp. Rồi bây giờ tiết mục văn nghệ. Qua nhà chú Sáu hát karaoke. Hát karaoke xong bây giờ đi về nhà mình nha cô chú anh chị. Về nhà để mà trang trí cái cây hoa mai. Để mà bắt đầu cho mọi người Tết vô nhà mình chơi á. Ai đứng cái cảnh này thì chụp hình. Còn mấy nhà mình thì chụp vài cái cảnh này. Trang trí trước sân cho đẹp nè. Đó, cha mình cũng khiêng cây mai vô rồi. Sau đó là bây giờ mình sẽ gắn những cái nào là trái châu nè, chữ chúc mừng năm mới nè. Rồi sau đó là gắn những cái thiệp lì xì đồ lên đồ đó. Mẹ mình và con gái cũng gắn lên nhìn cũng sôi nổi lắm chứ giỡn đâu à. Rất là đẹp luôn ha. Trang trí những trái châu xong bây giờ bắt đầu mình rinh những cái chậu hoa vô để mà mình sắp ở gốc cây mai nè cô chú anh chị. Thế là mình cũng đã sắp những chậu hoa xong rồi nè. Mẹ mình và con gái mình cũng sắp xếp lại những cái mà phong bao lì xì đồ cho nó nằm ngay vị trí đó, cho nó đẹp ha. Đây là xong rồi. Bây giờ là check in vài tấm hình là cũng đẹp lắm nha cô chú anh chị.
Bây giờ là mình cũng vào nhà để mà chuẩn bị nào là nấu xôi nè, trang trí bông hoa nè, rồi trái cây để mà chuẩn bị cúng giao thừa nha cô chú anh chị. Nhưng mà trước tiên là phải chuẩn bị bao lì xì để lì xì cho cả nhà nè, để mừng tuổi cha mẹ nè, anh chị em và con cháu cho vui nha cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị mình cùng xem tiếp nha. Chấm chưa? Chưa còn. Đó. Nè, cánh quen. Trời ơi. Nè, lọc nha, chứ không có nhiều nha. Không. Phải vậy. Trời ơi. Cậu phải biết lượm không? Trời ơi. Lượm không? Khoai nè. Trời ơi. Khoai hay nè. Đi xì, đi xì, đi xì. Lọc nha. Đi xì lại chứ. Đi xì cho mẹ anh. Ôi ôi, đi vô luôn. Giữ tay trời lộn. Ôi ôi, giữ gì lộn. Chưa chuẩn bị gì hết. Cầm đi đi chị lỡ chú vô. Đi bà. Rồi cảm ơn nghe. Đây cảm ơn ghế. Còn này dùng đứng đây chờ. Đi xin chồng chứ. Dùng đứng đây chờ. Đi xin yêu nó nghe. Đây. Cảm ơn. Rồi cảm ơn. Đi xin lý lọc. Cảm ơn nghe yêu. Ơi bỏ vậy như khách đâu. Như khách đâu ơi. Như khách ra nhận lì xì. Mẹ lắm. Ghê lắm. Ghê lắm. Ghê lắm. Ghê lắm. Ghê lắm. Ghê lắm. Cái này là của cha tao. Nó mới vô chưa? Không bay ổng à. Nè sức khỏe. Đây con cho ổng lì xì nha. Khoe. Ôi ôi bao kìa. Ôi con gái tươi nay lì xì dữ luôn. Ăn ngào không? Không. Lẹ đi, lát lên cắm sao. Lẹ đi, đây. Ờ ừ, đúng rồi ông tướng. Chúc sao? Chúc con nội năm mới. Chúc con nội năm mới vui vẻ. Dồi dào gì? Dồi dào sức khỏe, được đó, rồi. Bà nội. Lẹ lên mấy. Lẹ đi. Hết áo đỏ rồi. Chúc mời cha năm mới vui vẻ. Nhưng mà năm sau mặc áo gì vui. Tao dơ lì xì con con gì? Con râu. Đứng đây chờ hoài nãy giờ. Cài. Con mày nó mình sẽ cho lì xì với cổ là. Ơi chúc bạn. Chúc hai nhung năm mới. Nhìn dễ biết không nè. Có lẽ chúc tôi đi. Như mà. Ba hai má hai nè. Hai nhung nè. Ổng nè, bả kia. Làm đồ cơ nhiều phụ huynh cho tiền. Ôi ôi dữ luôn. Cảm ơn gái. Xin phong tiền cho. Trời ơi cảm ơn. Hai cái được luôn. Rồi lì xì đi. Chúc bà hai má hai sống hạnh phúc. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn con gái này. Lì xì lại. Lì xì lại cho gái Như nha. Rồi chúc con học giỏi. Rồi đứng ẹo hoài luôn. Bà hai lì xì cho gái nhiều nha. Phải là lớn lớn. Ừ, tổng lên rồi mà cũng cái già của tôi. Rồi giờ nó kiếm bả rồi. Hai lì xì cho lì xì học á. Mau ăn chống lớn nè, học giỏi nha. Ai mà mở bằng lì xì lắm. Cho má chưa lì xì có cái lì xì đưa cái chụp hình. Ừ đó. Chúc bà nội sao? Năm mới. Rồi cảm ơn cho. Nè. Còn thì ít nha, không có nhiều nha. Cảm ơn bà nội của bà nội. Ăn hình dụng dạ dạ sức khỏe. Tiền vô như nước. Ờ tiền vô con gom cho nội. Cảm ơn con. Cảm ơn. Rồi hãy lì xì nha. Trời ơi. Chúc mẹ yêu năm mới dạ dạ sức khỏe. Trời ơi. Tiền vô như nước. Trời ơi. Em. Rồi. Cảm ơn mẹ. Trời ơi. Gái. Trời ơi, đây đây đây. Rồi vô xuất hiện. Xuất hiện. Ở vậy là đủ rồi hả? Hôn đi, hôn đi. Con vô hôn. Chúc mẹ hỏi giờ là sức khỏe nha. Con vô. Nè. Nó không ngọt hả? Rồi xong.
10 phút có đông đâu không? Tiết mục lì xì cũng xong rồi, bây giờ bắt đầu quay qua để cúng giao thừa nha cô chú anh chị. Đây mình cũng chuẩn bị bánh mứt và sau đó mình cũng chuẩn bị những cái lọc để mà cúng giao thừa, xong mình chia cho cả nhà mình có cái lọc đầu năm nha. Đây là bàn cúng giao thừa của nhà mình ha. Cũng đơn sơ, cây nhà lá vườn, có gì cúng nấy nha cô chú anh chị. Sau khi thắp hương xong thì bây giờ cũng tới giờ giao thừa rồi, bắn pháo bông nè cô chú anh chị ơi. Chúc mẹ năm mới dồi dào sức khỏe. Rồi mình lấy một trái đi. Rồi ừ, ăn sao đi hả? Đó, lấy lọc bỏ túi rồi lấy sâu kìa, dứt cục sâu đi đó, sáng chói luôn, sáng chói luôn. Ôi ơi tới nữa. Đúng rồi, nấu đi cái này của bạn đi. Bây giờ cũng đã cúng giao thừa xong rồi nè cô chú anh chị, thì nhà mình một người một góc móc tiền lì xì ra, ai có tiền trong túi thì đếm tiền, ai có vàng thì đếm vàng nha cô chú anh chị, để cho có cái may mắn đầu năm nha. Ngày mùng 1 Tết bắt đầu đón khách nha cô chú anh chị. Sớm tay đồ. Ai sơn cho con đẹp dữ vậy. Coi nó nằm ở cái cửa nè, cái này chưa làm nè. Đó thiệt chứ. Nghe mà đó. Thương nghiêm túc á. Đi tao quay mà mày sửa đi. Ấy da con chụp cho bà. Mua may lắm mắt nha. Ừ. Đủ tém. Dây đây bà. Dây. Đẹp. Rồi. Thì đó cha hồi nãy giờ cha nó đi sau lưng cơn cơn nãy giờ. Rồi không đi rồi. Không có đi nữa. Uống tà. Rồi lại có khách đi lai rai về rồi cô chú anh chị ơi. Đây mùng 1 Tết, nhà mình có khách thì cũng ngồi uống nước trà, nhấm nháp những cái miếng mứt ngọt ngào trên môi, chia sẻ những câu chuyện rất là vui ha. Mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng mứt với lại gia đình mình nha.
trà xong thì sau đó có tiết mục văn nghệ karaoke nha cô chú anh chị. Qua đến ngày mùng 2 thì nhà mình cũng đi thắp hương ông bà. Về nội xong thì cũng về ngoại thắp hương cho ngoại luôn. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn theo chân mình đi nhé. Cũng về tới nhà nội mình rồi, mẹ mình và con gái thắp nhang trước cho ông bà nè. Sau đó mình cũng thắp hương cho ông bà luôn. Rồi tiếp tục tới bà thím ba của nhà mình. Thím cũng thắp nhang cho ông bà luôn. Thắp nhang ông bà xong, bây giờ bắt đầu qua nhà chú Sáu. Đứng. Nhung. Nhung đọc cái giáo vậy anh chị ơi. Không hẹn mà gặp đó à. Thắp nhang nhà chú Sáu xong thì hoành qua nhà cô Bảy luôn. Bà cô.
bà nội xong rồi, nhà chú Sáu cũng xong, nhà cô Bảy cũng xong. Bây giờ bắt đầu cả nhà mình đi về ngoại nha. Mình mời cô chú anh chị và các bạn theo chân mình tiếp nha. Sau một hồi đi thì cũng tới nhà ngoại mình rồi, mẹ mình cũng thắp hương cho bà ngoại nè. Mợ Sáu và hai đứa em với lại con gái mình cũng một phút mật niệm để cho mẹ mình thắp nhang nè, cũng đứng một bên. Con gái mình cũng thắp nhang cho bà cố nè. Nhìn bàn thờ nè cô chú anh chị, sáng rực luôn. Rất là trang nghiêm ha. Mấy bạn nhỏ nhà mình cũng ngồi một bên nè. Anh xã mình cũng ngồi đây, bây giờ tới mình thắp nhang ha. Cái này cho nó gặm vô chút. Nguyên vàng con của bà ai cũng mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe hết. Rồi ai khách mua từ mấy cho bộ cái này là cái nồi đỏ hả? Chơi đồ xịn không à? Nhà mua dạ, làm cái này là đẹp rồi lại. Cây làm nhà là cho ai đúng như vậy đó. Cái cây này làm nhà. Bỏ hỏng áo biết nha. Bỏ hỏng cô biết rồi, chào bà xã bà nội ơi, bà xã đó bà xã không dám đâu, cô biết rồi, bởi vì đâu không dám mà. Thắp nhang xong ngồi tâm sự hết một hơi rồi cô chú anh chị, bây giờ bắt đầu nhà mình sẽ về ha. Bây giờ mình lên xe mình let go thôi. Về đến nhà thì nhà mình cũng có khách, có mấy chú ở nhà nội mình cũng vô chơi với cha mình ha. Như vậy cũng sang qua mùng 3 rồi cô chú anh chị ơi, tối mùng 3 thì nhà mình giải trí tí xíu để mà chơi lô tô với mấy đứa nhỏ nhà mình cho nó vui nè. Kêu kêu 31 mấy má ừ cờ dũng vô rất lợi rồi mình không có coi nữa, nó mới kình nữa ừ. 87 không coi 24 hả kinh cưng đang cười sao. Chị lo chị bấm điện thoại, con nhìn lên thấy chị kinh này kinh sao? Ờ, đủ mấy giờ nữa? 15 24 nè 44, sao 44, 79 chắc chị kinh rồi đó cưng ơi. Đây nè nhàng á, nhàng á, nhàng á. Rồi cưng hai ngàn cưng khó 4 ngàn đi má.
Rồi, từ từ. Nè má. Lâu dữ khám thứ hai dung kia. Chưa chung khám. Lấy nha. Ủa tự nhiên thua nhiều kinh, thua thua nhiều chung cha. Nằm lên nằm lết như nàng thiên cá vậy đó. 31. Nàng tiên cá đặt cờ kìa. 79. Rồi mình đã quay ngày Tết miền Tây của quê mình cho cô chú anh chị mình cùng xem rồi. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn sang năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý nè, an khang thịnh vượng, cung hỷ phát tài. Happy New Year. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nhé. Bye bye.